Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống luôn có những mảnh ghép sáng tối và con người ai cũng có lúc phạm phải sai lầm. Thế nhưng sau những sai lầm, con người ta biết hối hận và tìm con đường mới làm lại cuộc đời. Dẫu biết con đường đó còn lắm gian nan và đầy những thử thách, nhưng chính nhờ sự động viên, giúp đỡ của gia đình và xã hội, có người đã thật sự hoàn lương. Đó là anh Nguyễn Minh Hoàng ở 33 trên 13, đường 1 tháng 5, phường Bờ Lao, thành phố Bảo Lộc là người như thế. Anh Hoàng hiện là chủ cơ sở buôn bán trứng lớn nhất nhì ở thành phố Bảo Lộc và tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương có việc làm ổn định. Trong câu chuyện kể về quá khứ và con đường hoàn lương của mình, anh Hoàng còn có chút e ngại, bởi điều đó không có gì là tốt đẹp. Với bản tính hiền lành, ít nói, lại buồn trong công việc, tình cảm và bị một số bạn bè lôi kéo, nên anh vướng vào ma túy. Trẻ người non dạ, chưa hiểu biết về pháp luật, Hoàng đã bị bắt với tội cướp giật tài sản cùng một nhóm bạn. Lát cắt bất ngờ của cuộc đời khiến Hoàng nhiều khi chán nản, muốn buông xuôi. Nhưng rồi nhận ra đã không ai bỏ rơi mình. Và trong quá trình cải tạo, anh đã hoàn toàn thoát khỏi ma túy. Mãi cho đến tận bây giờ, khi kể về những vết đen trong quá khứ của mình với chúng tôi, Hoàng vẫn nhớ rõ những ngày tháng đó anh đã sống và thoát khỏi ma túy như thế nào. Thì trong cái thời gian mà cải tạo á, thì cũng thấy là nhận ra cái sai trái của mình và cũng biết là mình đã làm khổ rất nhiều người và cảm thấy là mình sống không có ích cho gia đình và cho xã hội, thì cũng nhận ra được cái sai và cũng hối hận, rồi quyết tâm là từ bỏ để làm lại cuộc đời. Khi đã chấp hành xong bản án, Nguyễn Minh Hoàng được trở về với gia đình. Khó có thể tả được niềm vui sướng của người thanh niên này khi được sống tự do. Tuy nhiên, sự tự ti, mặc cảm với cộng đồng vẫn còn đó, nhất là những người hàng xóm xung quanh. Sau nhiều trăn trở, Hoàng đã chọn công việc đi bán trứng dạo. Ban đầu việc buôn bán gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm làm lại cuộc đời từ chính mồ hôi và sức lao động của bản thân, làm việc quên ngày tháng cộng với lòng kiên trì, công sức của Hoàng đã được đền bù xứng đáng. Đến nay, công việc hàng ngày của Hoàng bắt đầu từ sáng sớm với việc kiểm tra chất lượng, mẫu hàng hóa, hướng dẫn anh em nhân viên làm hàng và giao dịch với khách hàng. Từ hai bàn tay trắng trở về, thì sau một quá trình từ chiếc xe máy đi bán hai gánh trứng, hàng ngày đi bán rong rải các nẻo đường, mưa có, nắng có, rồi đi bán về thì phải làm hàng để ngày hôm sau bán, tiếp tục lời có, lỗ có, về vốn có, vui có, cười có. Thì sau một thời gian dài không ngừng nỗ lực thì đã có ngày hôm nay. Không gọi là nhiều, nhưng mà nói chung là cũng có đồng ra đồng vào, thì cũng tạo công ăn việc làm cho những anh em khác. Hàng tháng, cơ sở phân phối trứng của Hoàng bán ra thị trường gần 500.000 quả trứng các loại, giải quyết việc làm cho 15 đến 20 lao động tại địa phương, với mức thu nhập của nhân viên khá cao. Cơ sở của anh lấy trứng gà, trứng cút ở thị trường Bảo Lộc, Di Linh, phân phối xuống các tỉnh miền Tây, miền Trung, và lấy trứng vịt từ miền Tây về bỏ sỉ cho các cửa hàng. Để duy trì hoạt động kinh doanh được như ngày hôm nay, bản thân Hoàng luôn thực hiện và nhắc nhở nhân viên phải tạo niềm tin, uy tín, chất lượng sản phẩm với khách hàng, vì đây là mặt hàng thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Nhờ thực hiện phương châm kinh doanh đó, nên sau 9 năm, cơ sở của anh đã dành dụm mua sắm được một xe tải loại lớn, hai xe tải loại nhỏ để đi giao hàng và là phương tiện làm ăn để cơ sở tồn tại. Tôi lên đây làm vừa chạy xe, vừa đi đóng hàng và giao hàng. Và đi giao hàng cho anh Hoàng. Anh Hoàng là một người ông chủ rất tốt, biết lo cho đời sống của anh em. Nhưng mà từ chỗ ở, chỗ ăn rồi đi đường, biết là ăn uống thì anh Hoàng lo hết. Hiện tại thì em chuyên đi chợ trứng về các tỉnh miền Tây và miền Trung, rồi em cũng sẽ cố gắng để mở rộng
thêm trong việc kinh doanh, bán thêm cám, rồi sẽ mở rộng thêm cái thị trường trứng, cái đầu ra của mình. Với quan niệm ngã ở đâu đứng dậy ở đó và không có gì là muộn màng, từ ngày trở về địa phương, Hoàng là một trong những tấm gương hoạn lương, trở thành người có ích cho xã hội, đáng để thanh niên, những phạm nhân sau khi cải tạo trở về địa phương noi theo. Những bữa cơm đầm thắm cùng người thân và công nhân luôn là động lực để anh tiếp tục gây dựng thương hiệu của cơ sở mình. Có lẽ sau khi tìm lại bản thân, anh Nguyễn Minh Hoàng thấu hiểu giá trị đích thực của cuộc sống. Anh cũng mong nhiều người từng nghiện ngập, lầm lỡ, hãy biết đứng lên để mở ra cho mình một con đường về phía sáng. Ngoài cà phê là cây trồng chủ lực, huyện Lâm Hà đang vận động bà con nông dân chuyển đổi các loại cây trồng kém chất lượng, kém hiệu quả kinh tế sang trồng cây ăn trái, cây hồ tiêu, mắc ca và một số hoa màu ngắn ngày khác.